Đại gia xây biệt thự. Mẹ à, đây là anh Tuấn, kiến trúc sư kiêm chủ thầu. Đợt này con nhờ anh Tuấn đây thiết kế nhà và thi công nhà mình luôn. Bữa nay con đưa anh ấy qua khảo sát trước ạ. Chào anh. Cháu chào bác. Thế con định bao giờ thì xây nhà? Thật lòng thì mẹ vẫn tiếc ngôi nhà này. Kìa mẹ, ngôi nhà này cũ quá rồi. Bao lần mưa bão, nó như muốn đổ siêu vẹo. Thế mẹ không muốn con trai của mẹ phấn đấu có cái nhà mới còn cưới vợ à? Ừ, thì mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ cũng mong con mẹ có điều kiện rồi cưới vợ cho mẹ nhờ. Trước đó cháu có trao đổi với Quyết rồi, cháu định sẽ thiết kế theo mẫu này. Bác với Quyết xem qua có cần điều chỉnh gì không ạ? Cháu sửa luôn, thi công sớm, chứ sang mấy tháng nữa mùa mưa lại là trễ tiến độ. Nhà to nhỉ, 2 tầng cơ à Quyết? Mà hình như mẹ thấy khoảng sân trước nhà hơi nhỏ. 2 cây cầu kia sẽ bị đốn đi à? Vâng, tại chỗ 2 cây cầu đó con tính ra nó sẽ nằm ở gian phòng khách đó mẹ. Ừ, tùy con. Thống nhất vậy đi, cái thiết kế này em cũng khá ưng rồi. À, mà anh nhớ thêm cho em chỗ giếng trời nhé, đất cũng rộng mà. Em cần một không gian thiên nhiên trong nhà, có ánh nắng. Được rồi, để anh chỉnh lại. Khuya rồi, mẹ chưa đi ngủ sao? Ừ, mẹ chả ngủ được con à. Mẹ mệt à, có chuyện gì mẹ nói với con đi. Chỉ là mẹ đang nghĩ đến chuyện xây nhà. Trời, chuyện xây nhà mẹ cứ yên tâm, con lo liệu được mà. Bao năm đi làm, con đã kiếm đủ tiền để xây nhà cửa được. Ừ, mẹ biết con trai của mẹ giỏi giang mà. Thực ra thì mẹ không có lo chuyện tiền nong, chỉ là mẹ đang nghĩ đến 2 cây cầu trước nhà. 2 cây cầu ấy ạ? Ừ, nếu mà chặt 2 cây cầu đó thì mẹ hơi tiếc con à. Cái cây cầu đó cũng phải hơn 20 năm ấy chứ. Hồi đó ba con còn sống, mẹ với ba cùng trồng. Tôi tính rồi bà, trồng 2 cái cây cầu này, mấy bữa nó lớn, thằng Quyết nhà mình có chỗ để chơi. Này nhé, tôi đã bện xong cái võng rồi. 2 cây cầu vững chắc, tôi sẽ buộc võng cho bà nằm hóng mát ở đây. Thế rồi, ông ấy có chờ được mắc võng trên 2 cái cây cầu đó đâu. Căn bệnh ung thư phổi mang ông ấy đi quá sớm. Hồi đó, mỗi lần mắc võng dưới 2 cây cầu đó, mẹ đã nhớ ông ấy biết nhường nào. Mẹ, con muốn nằm võng với mẹ. À, một tàu mo cau rụng. Giờ mãi mới thấy mày rụng đó. Phải đi gọi thằng Bơm, thằng Tí sang chơi mới được. Xích lô, xích lô đây. Ai đi xích lô nào? Nhưng mà cái gì cũng có thời của nó. Thôi thì mỗi thời mỗi khác. Quan trọng là phát triển, chứ không thể thụt lùi được, phải không con? Nên mẹ không có ý kiến gì đâu. Con xây nhà sau cũng được, sau này là nhà con ở mà. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ đi ngủ đi, con còn có chút việc phải làm nốt. Alo, anh Tuấn hả? Xin lỗi anh vì đã gọi cho anh muộn như thế này. Chả là tôi có chút thay đổi thiết kế muốn trao đổi với anh. Vân vân, là thế này. Mẹ ơi, mẹ sang bên bà ở tạm một thời gian. Con chuyển đồ sang đó rồi ạ. Bao giờ xong nhà cửa, con đón mẹ về. To quá, đẹp quá con à. 2 cây cầu. Con đã thay đổi một vài điểm trong bản thiết kế. Con quyết định giữ lại 2 cây cầu đó mẹ ạ. À, nó không chỉ gắn liền với kỷ niệm của mẹ, mà nó còn lưu giữ cả tuổi thơ của con nữa. Cảm ơn con trai của mẹ. Mẹ ơi, mình vào nhà mới thôi, con đã chuẩn bị xong cả rồi.
nguyện ước cho con. Mẹ, mai con sẽ mang hết đống báo cũ này đến nộp cho cô giáo để gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo vùng cao. Cô con bảo các bạn ấy khó khăn lắm. Đúng vậy, các bạn ấy rất thiệt thòi, điều kiện rất khó khăn, không được như các con ở đây đâu. Mẹ rất vui vì con đã biết nghĩ đến các bạn. Mẹ cho con xin ít dây để con buộc lại cho chắc. Được, mẹ sẽ giúp con. Nhanh cái chân lên, muộn giờ rồi. Đâu rồi? Sao lâu thế? Đây ạ. Thôi chết, con quên quyển từ điển. Đã muộn lại còn quên hết cái này cái kia. Bực quá đi mất, sao mà khổ thế không biết. Xong rồi ạ. Mẹ là mẹ bực lắm rồi đấy. Cứ đi học đi, rồi tí về mẹ hỏi tội. Ôi. Hoa hết cả mắt thế này. Mệt quá. Ước gì giờ này được lên giường đắp chăn thì thích biết bao. Kiên, ôi, cậu vẫn chưa học xong hả? Làm tớ hết hồn. Tớ đã được nghỉ đâu. Học hết bài ở lớp, còn một đống bài ở lớp học thêm tiếng Anh lúc tối nữa. Khổ thân cậu. Tớ làm cho cậu con diều hình đại bàng rồi này. Ôi, đẹp quá. Cảm ơn cậu, cậu giỏi thật đấy. Nhưng không biết bao giờ tớ mới được đi thả diều. Mẹ tớ lúc nào cũng bắt tớ học hết cái này đến cái nọ. Ước gì tớ cũng được như cậu. Cậu cứ giữ lấy. Cuối tuần cậu cố gắng học xong hết bài sớm, rồi tớ nhờ mẹ tớ sang xin phép cho hai đứa mình cùng đi thả diều. Một lúc thôi cũng được, cậu thấy sao? Ừ, cậu nhớ nha. Con đại bàng này mà thả cánh trên bầu trời thì hùng dũng lắm đây. Kiên, làm xong hết bài tập chưa con? Thôi chết, mẹ cậu, tớ về nha. Ừ. Dạ, con sắp xong rồi ạ. Có con gà nào thịt sẵn không chị Tám ơi? Không, phải chờ rồi em à. Ơ, Hoa, hôm nay có việc gì mà vội thế? Hay em lấy trước con gà của chị sắp xong rồi, chị chờ sau cũng được. Vâng, thế chị ưu tiên cho em tí nhé. Em vội về cơm nước, để đến 6 giờ còn kịp cho thằng Kiên đi học thêm tiếng Anh. Lại học thêm mà. Hình như em cho con học thêm hơi nhiều đó. Chị thấy thằng bé lúc nào cũng quay cuồng, không có cả thời gian nghỉ ngơi, vui chơi nữa. Phải thế chứ chị, thời buổi toàn cầu hóa, tiếng Anh quan trọng lắm. Em phải cho con học thêm tiếng Anh ngay từ đầu để lớn lên cho con đi du học chị ạ. Để sau này con nó đỡ khổ. Học thêm là tốt, nhưng trẻ con cũng cần có một tuổi thơ êm đềm, hồn nhiên đúng nghĩa. Con cái, ai chả muốn chúng nó sau này sung sướng. Nhưng mà em ép chúng nhiều quá cũng không tốt. Không du học nước ngoài thì trong nước có sao đâu em. Ôi, chị cứ nói thế. Thời buổi này không học hành tử tế, không có tiền, có mà. Xong rồi nè em ơi, 280. Dạ vâng, em gửi chị. Chị về sau nhé. Em về trước cho kịp. Em cảm ơn chị. Ừ, em về nhé. Anh à, nhanh tranh thủ tắm rửa cho con, rồi soạn lại sách vở cho con nhé. Em về ngay đây. Ba mươi năm sau. Mẹ, con mời mẹ lại dùng cơm ạ. Hôm nay cuối tuần con làm món gà hầm mẹ thích đấy ạ. Ồ, thế à. Mẹ lại dùng cơm ạ. Cháu mời bà ăn cơm ạ. Hai cháu ngoan lắm. À, phải rồi, con múc cho mẹ một bát canh gà nhé. Ờ, để làm gì ạ mẹ? Mẹ sang nhà cô Hoa, mấy hôm nay cô ấy mệt, chẳng chịu nấu nướng ăn uống gì hết. Dạ, con làm ngay đây ạ. Bà cho cháu đi với. Cháu thích đi với bà. Cháu chẳng phải đang đói lắm sao? Cháu ăn cơm trước đi. Bà đi một lát rồi về ngay. Ừ, cháu đi với bà cơ. Thôi được rồi, vậy bà cháu mình cùng đi. Dạ, vâng ạ. Bà nhớ ăn mau cho khỏe nha. Canh gà con dâu tôi nấu khéo lắm. Cảm ơn bà. Bà tốt với tôi quá. Giờ già rồi, trái gió trở trời,
Mới thấy sống một mình tủi cực biết bao. Bà đừng có buồn, còn có tôi đây. Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Có việc gì bà cứ bảo. Tôi không làm được thì tôi nhờ vợ chồng thằng Long, bà đừng có ngại. Giờ tôi thấy thấm, có con cháu đông đủ vui vầy như nhà bà mới là hạnh phúc. Thằng Kiên nhà tôi tuy đã thành đạt làm việc tại Mỹ, nhưng nó cũng có gia đình riêng rồi, lại xa xôi. Cả năm may ra chúng về được một lần, rồi lại vội vàng đi. Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân lắm. Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà đau ở đâu? Tay hay chân? Để cháu bóp cho bà nhé. Cảm ơn cháu, bà không sao. Giá mà ngày nào bà cũng được nghe những lời này, được thấy đám trẻ chạy nhảy nô đùa, đúng là không phải cứ có tiền là mua được hạnh phúc. Vậy mà ngày xưa tôi cứ nghĩ... Giấc mơ ngày. Chỉ có vậy thôi sao? Ừ, nhưng làm gì để một ngày kiếm được nhiều đồ ăn ngon đến thế? Có công việc để làm là tốt lắm rồi. Thôi, cậu đi đi. Tớ chịu, tớ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi kiếm việc gì nhàn hơn thôi. Ừ, vậy tùy cậu. Tớ đi nha. Chỉ có những người ngốc nghếch, cù lần mới suốt ngày hùng hục làm việc thế thôi. Mình đâu cần phải như vậy chứ. Ai chà, bụng đói meo rồi đây. Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nào. Mày ngoan lắm. Xong việc, bà sẽ bồi dưỡng cho thật nhiều cỏ tươi nhé. Ai chà, còn gì trên đời này ngon bằng sữa bò mới vắt chứ. Chà ha, bác có một con bò sữa thật là khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn là biết hằng ngày nó sẽ cho nhiều sữa thế nào và sữa của nó sẽ ngon ra sao. Cảm ơn cậu, cậu nói đúng lắm. Cháu tin chắc khi mang sữa của nó ra chợ, chỉ trong tích tắc là bác sẽ bán hết veo đấy ạ. Ừ, đúng vậy đấy. Cậu thật hiểu biết và có con mắt tinh tường. Sữa của nó vừa thơm, vừa ngậy và béo. Làm bơ thì nhất luôn. Tôi sẽ mời cậu uống thử nhé. Ấy, cháu đâu dám. Bác còn phải để đem đi bán nữa chứ. Có đáng là bao. Cậu xem, một ngày tôi vắt được những 2 xô đầy. Chẳng nhẽ không thể mời cậu được một ít sao? Vâng, thế thì cảm ơn bác quá ạ. Bà chủ ấy thật tốt bụng. Đã cho mình uống một cốc đầy, lại còn cho thêm một chai nữa mang về. Đấy, đâu cần làm việc vất vả. Chỉ cần khéo léo một chút là chẳng lo chết đói. Lại ngủ một giấc nữa tới tối cho đã. Ngủ dậy đã có chai sữa thơm ngậy đây rồi, còn lo gì nữa. Ước gì ngày nào cũng có người cho mình 2 chai sữa thế này thì sung sướng biết bao. Hãy mang về thưởng thức 2 chai sữa bò thơm lừng này đi, chàng trai. Cảm ơn bà, bà thật tốt bụng. Nè, chàng trai, cậu bán sữa đi ư? Cậu nghĩ sao nếu tôi đổi một con gà mái của mình lấy 2 chai sữa của cậu? Đổi 2 chai sữa lấy một con gà mái, mình sẽ mang con gà mái về nuôi, rồi nó sẽ đẻ ra thật nhiều trứng. Được thôi. Hay quá, nhờ có mày mà tao sắp đổi đời rồi. Giỏi lắm, đẻ nữa đi, đẻ nữa đi. 27, 28, 29, 30, nhiều trứng quá. Mình sắp giàu to rồi đây. Cậu Alex ơi. Cậu Alex, bán cho tôi 20 trứng gà nào. Bán cho tôi 20 nữa nhé. Cho tôi 30. Bán cho tôi nữa. Vâng vâng, có ngay. Đời sung sướng quá. Chẳng phải làm gì mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Ôi. 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 Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ôi không, gà sữa của tôi.
tất cả chỉ tại giấc mơ này. Tưởng là hay ho, nào ngờ nó cho mình nhịn đói. Cô gái tuyết. Ngày xưa, trên thảo nguyên bao la, có chàng chăn cừu Peter đáng tin cậy nhất trên đời. Khi chàng đã hứa điều gì thì chàng sẽ thực hiện đến cùng. Dân làng nói với nhau rằng, một khi đã giao những chú cừu cho chàng thì trời có bão tuyết, họ vẫn yên tâm cuộn tròn trong chăn ấm. Cô ca. Cô ca. Ôi, cô ca, mày lạnh cống rồi. Sao mày đi xa thế này? Mày sao thế? Mở mắt ra nhìn tao này, cô ca. Anh nhường áo cho nó thì anh sẽ lạnh cống. Tôi không thể để cô ca chết được. Tôi đã hứa với chủ của nó sẽ luôn đưa nó về nhà an toàn, kể cả khi anh có thể chết cống. Đúng thế. Cô ca, mày phải sống với tao nhé. Tao sẽ không để mày chết đâu. Mày sống rồi cô ca ơi. Xin cảm ơn cô. Nhưng sao cô có thể... Anh hãy hứa đừng bao giờ nói chuyện này với ai. Tôi xin hứa bằng cả trái tim mình. Chào anh, tôi là Mary. Tôi vừa chuyển đến làng này. Chào cô. Tôi nghe nói anh là một anh chàng chăn cừu rất cừ. Tôi có thể gửi và nhờ anh chăm sóc hai chú cừu này được không ạ? Đây là bánh tự tay tôi làm. Xin biếu anh để anh thưởng thức. Ôi, cảm ơn cô. Mary ơi, anh về rồi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Tuyết rơi rồi. Ồ, sao tuyết lại rơi vào mùa này nhỉ? Nhớ một ngày cách đây lâu lắm rồi, tuyết cũng rơi trái mùa thế này. Cô ca bị lạc trong bão tuyết. Một cô gái tuyết đã cứu nó. Peter, anh đã hứa sẽ không kể chuyện đó với ai mà. Sao em biết? Em chính là cô gái tuyết đây. Em muốn sống hạnh phúc cùng anh, nhưng anh đã không giữ lời hứa. Vì vậy em không thể ở lại được nữa. Mary, em đừng đi. Vừa mới sinh ra, em đã bị bỏ rơi trong rừng giữa mùa đông băng giá. Khi trái tim em đóng băng, bà chúa tuyết đã mang em đi. Bà hứa rằng khi nào có một tình yêu đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em, thì em sẽ lại tin tưởng con người, sẽ biết yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác. Khi nhìn thấy anh chăm sóc và yêu thương cô ca, em biết tình yêu ấy đã đến với em. Nhưng giờ em không còn tin anh nữa. Một lời hứa có thể mang đến tình yêu, và một lần thất hứa có thể đánh mất tình yêu mãi mãi. Chàng chăn cừu đáng tin cậy nhất đã đánh mất tình yêu của mình như thế, bởi cô gái chàng yêu có trái tim băng giá nhất và dễ tan vỡ nhất thế gian này. Hẹn gặp lại. Iris ơi, đi học thôi. Hadi đến rồi hả cháu? Iris đã đỡ hơn nhiều rồi Hadi à. Em nó cần phải chăm chỉ luyện tập để có thể chống đi lại bình thường và tập múa trở lại. Cô cảm ơn cháu rất nhiều nha. Hai đứa đi học ngoan nha. Dạ, bọn cháu đi đây ạ. Hadi, hôm nào cậu cũng dậy sớm đón tớ đi học. Mùa đông đến thì làm thế nào? Trời sẽ rét lắm đấy.
cậu yên tâm, tớ sẽ dậy sớm được mà. Ôi da, ai da, hôm nay hai đứa mày lại đưa nhau đi học đấy hả? Chân cẳng tốt chứ hả Aris? Này, đừng cậy khỏe bắt nạt yếu, cũng chớ có động vào Aris. Thì thôi, tao chả thèm. Cậu có sao không? Không, tớ không sao. Không sao mà khóc nhè thế này á. Harry, lần nào tớ bị bắt nạt, cậu cũng đứng ra bảo vệ tớ. Tớ thì khỏe, mà cậu thì yếu. Người khỏe phải bảo vệ người yếu chứ. Ba tớ bảo vậy mà. Cậu đúng là siêu anh hùng. Còn cậu, phải trở thành diễn viên múa ba lê, chịu khó tập tành. Mơ ước của cậu sẽ thành hiện thực. Mẹ tớ bảo sẽ cho tớ sang nước ngoài chữa bệnh và học tập đấy. Vậy á, bao giờ cậu đi? Tớ cũng chưa biết nữa, chắc sẽ sớm thôi. Nhưng thế, chúng mình sẽ không thường xuyên gặp nhau được rồi. Nhưng cậu phải đi để thực hiện ước mơ của mình chứ. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. Tặng cậu để làm kỷ niệm nè. Nhưng đây là chiếc đồng hồ cậu rất thích mà. Với cả, nó là đồng hồ của con gái nữa. Cậu cầm lấy đi, bất cứ khi nào cậu thấy nó, cũng có thể nghĩ tới tớ. Thôi, chúng mình đi học, kẻo muộn. Nhiều năm sau. Harry, tại sao cậu cứ đeo cái đồng hồ con gái ấy vậy? Lại còn màu hồng nữa, cô ấy đã trở về. Mình chẳng còn đủ tiền để mua vé vào xem Iris biểu diễn nữa. Hay mình năn nỉ bác bảo vệ nhỉ? Mình chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cũng được. Mà chắc gì cô ấy còn nhớ tới mình, nhớ đến cái đồng hồ trẻ con này. Bây giờ cô ấy đã là người xinh đẹp nổi tiếng, mình thì chẳng là gì cả. Chắc cô ấy không muốn có một người bạn như mình. Thôi, không gặp, có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Là Aris thật rồi. À, cướp, cướp. Này, làm gì đấy? Thả tay cô ấy ra. Cô có sao không? Sao không nhờ ai đưa về? Tôi không sao. Chỉ là tôi muốn một mình đi dạo quanh thành phố. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh tên là gì? Cho tôi số điện thoại được không? Tôi sẽ trả ơn anh. Khuya như thế này rồi, cô không nên đi một mình đâu. Không cần trả ơn tôi đâu. Harry, Harry phải không? Harry, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu có muốn tớ dạy cậu một khóa học tự vệ không? Để cậu không bao giờ bị bắt nạt nữa. Sao lại không? Còn phải dìu tớ nữa đấy. Vậy là cậu vẫn giữ chiếc đồng hồ con gái này. Không có nó, chắc tớ khó tìm được cậu. Thế mà tớ suýt không dám gặp cậu nữa đấy. Sao lại ngốc thế? Vì tớ ngốc thật, lại thiếu lòng tin ở cậu, còn tự ngồi suy diễn lung tung. Tớ thật có lỗi. Bây giờ tớ hiểu rồi. Có tình cảm chân thành thì ở bất cứ đâu người ta cũng sẽ tìm thấy nhau. Nhất định là thế rồi. Nào, chúng mình cùng đi đâu, ngồi với nhau một lúc đã. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.